Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đến với những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Điểm tin bóng đá. Kính thưa quý vị các bạn, truyền thông Trung Quốc trong những ngày qua đã liên tục nhắc đến tuyển Việt Nam và bày tỏ mong muốn hai đội bóng sẽ đối đầu nhau ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Dư luận nước này cũng sôi sục vì những lời nhận xét từ Việt Nam và mong là sẽ rửa hận ở vòng loại World Cup tới đây. Tôi cũng có nghe bàn tán nhiều, số đông mọi người, kể cả tôi cho rằng chúng ta bốc thăm gặp Trung Quốc là tốt. Vào vòng 3 này thì các đối thủ đều rất mạnh, thứ hạng FIFA của họ là ở trên chúng ta. Nếu bốc thăm bảng có Trung Quốc thì tốt, chúng ta có khả năng thi đấu hay, giành chiến thắng trước họ. Trước đây Trung Quốc luôn trên chúng ta, nhưng thời gian gần đây bóng đá Trung Quốc có vẻ sa sút. Cùng nhóm hạt giống thì Iraq khó chơi hơn Trung Quốc, trước đây thì không dám nói, nhưng gần đây nếu gặp Trung Quốc, chúng ta không ngại lắm. Tôi nghĩ là họ nhỉnh hơn mình một chút thôi, khả năng chúng ta kiếm điểm trước họ là cao hơn rồi. Có một điểm đặc biệt là cầu thủ Trung Quốc là cao lớn hơn mình, kỹ thuật cơ bản rất tốt nhưng sự nhanh nhẹn, khéo léo, sự tinh quái là không bằng mình. Đó là quan điểm của chuyên gia Vũ Mạnh Hải trong cuộc trò chuyện với báo giới cách đây ít ngày khi ông đưa ra ý kiến về lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ngay sau đó thì dư luận của Trung Quốc đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới đánh giá của cựu danh thủ thể công. Một loạt bài viết sau đó đã xoay quanh chủ đề này xuất hiện trong những ngày qua, với nhiều quan điểm của những cựu cầu thủ, huấn luyện viên và cả bình luận của nhiều nhà báo Trung Quốc. Và mới đây nhất thì bình luận viên nổi tiếng của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc là CCTV, ông Han Kiao-seng, cũng đã đưa ra quan điểm về nhận xét từ Việt Nam. Cụ thể, bình luận viên cựu này bày tỏ, lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 1 tháng 7 tới, các chuyên gia bóng đá Việt Nam đều đặt kỳ vọng rằng đội bóng của họ sẽ cùng bảng với chúng ta, điều đó cũng tốt thôi. Theo phân nhóm hạt giống thì Trung Quốc ở nhóm 4 cùng với Iraq. Đứng ở góc độ của tuyển Việt Nam, họ muốn gặp tuyển của chúng ta cũng chẳng có gì sai bởi Iraq rõ ràng là khó chơi hơn. Tuyển Trung Quốc bây giờ như là một quả hồng mềm, ai cũng muốn giành lấy. Chuyên gia Việt Nam chỉ ra rằng cùng bảng với chúng ta sẽ là tín hiệu đáng mừng. Đội tuyển của họ hiện giờ cũng đủ sức đánh bại Trung Quốc bởi nền bóng đá của chúng ta đang sa sút. Nếu vậy thì Trung Quốc cứ sẵn sàng đón tiếp Việt Nam để xem điều gì sẽ đến. Trong khi đó thì một bài bình luận trên tờ Sohu về chủ đề này lại thể hiện quan điểm quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam sau khi bị dư luận Việt Nam xem nhẹ. Cây bút của tờ Sohu mở đầu bằng cách mỉa mai quả phạt đền của tuyển Việt Nam được hưởng trong trận gặp Malaysia. Trong trận cầu sinh tử đó, cầu thủ Việt Nam đã cố tình ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài lại thổi phạt penalty. Chính quả phạt đền không chính đáng này đã giúp cho Việt Nam đánh bại Malaysia và giành vé đi tiếp. Phóng viên của tờ Sohu đã cố tình bỏ qua sự thật là việc Văn Toàn bị phạm lỗi để công kích tuyển Việt Nam. Người viết bài báo trên tờ Sohu nói thêm, về thành tích đối đầu, đội tuyển của chúng ta chiếm ưu thế hoàn toàn tuyệt đối. Còn nhớ chúng ta từng đánh bại họ tới 6-1 ở vòng loại Asian Cup 2011, trong đó thì Gaolin đã lập một cú hat-trick. Đối với Việt Nam, cách hiệu quả nhất là dùng bóng bổng. Đội tuyển của chúng ta có thể trông cậy vào những cầu thủ tấn công cao lớn là Ankerson 1m80, Giang Yêu Ninh 1m83. Chỉ cần hai người này làm tốt những pha không chiến thì việc chúng ta thắng tuyển Việt Nam sẽ chẳng phải là vấn đề gì quá khó khăn. Tôi hy vọng là nếu Trung Quốc cùng bảng với Việt Nam, chúng ta có thể giành được một chiến thắng đậm để đáp lại sự khinh thường từ đối thủ. Đi cùng với những luận điểm này thì nhiều bài viết nghiên cứu về bóng đá Việt Nam cũng được đưa ra. Truyền thông Trung Quốc không chỉ điểm lại thành công dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo mà còn phân tích kỹ càng công tác đào tạo trẻ và coi đây là điểm mấu chốt giúp cho bóng đá Việt Nam tiến bộ, thấy rõ trong thời gian qua. Nhìn chung thì sự quan tâm mà dư luận Trung Quốc dành cho tuyển Việt Nam đang là rất lớn và chính họ là cũng mong muốn cả hai đội sẽ nằm cùng bảng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Quý vị và các bạn thân mến, tuyển Việt Nam có thành công tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tới đây hay không phụ thuộc rất nhiều vào V-League. Và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ mong chờ điều gì khi V-League 2021 quay trở lại? V-League 2021 nhiều khả năng sẽ chứng kiến cuộc đua song mã đến chiếc vô địch giữa Hoàng Anh Gia Lai và Viettel. Hiện đang có điểm số phong độ vượt trội so với phần còn lại. Nhưng đây lại không phải là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo mong chờ nhất khi giải đấu tái khởi tranh. Bởi rõ ràng là vị thuyền trưởng Hàn Quốc có nhiều mối quan tâm, chờ đợi hơn nhằm giúp tuyển Việt Nam chơi tốt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, cũng như hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup vào cuối năm. Và điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo chờ đợi nhất khi V-League quay trở lại không khác gì ngoài sự trở lại của một số trụ cột ở tuyển Việt Nam vốn đang đánh rơi phong độ hoặc là thể hiện tương đối nhạt nhòa tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua. Cụ thể hơn thì thuyền trưởng tuyển Việt Nam cần Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng trở lại trong đội hình chính của Hà Nội FC, đồng thời là họ phải lấy lại được phong độ sau một thời gian hồi phục chấn thương. Ở UAE vừa qua, dù không quá kỳ vọng với Đoàn Văn Hậu,
bởi vừa trở lại sau chấn thương, nhưng rõ ràng là hơn 160 phút xuất hiện của anh tại vòng loại World Cup, xem ra cầu thủ người Thái Bình này vẫn cần thêm thời gian để tìm lại đúng đẳng cấp của mình. Hoặc với trường hợp Đình Trọng cũng vậy, trung vệ của đội bóng thủ đô không phải là mới trở lại sát ngày tuyển Việt Nam ra sân ở UAE, khi trước đó anh cũng đã chơi một số trận tại V-League nhưng tương đối thất vọng. Vì vậy Đình Trọng cũng là người mà huấn luyện viên Park muốn trở lại. Bộ đôi cầu thủ của Hà Nội FC có lý do để bào chữa khi chấn thương mới chưa lành, nhưng với Phan Văn Đức thì lại khác. Cầu thủ người xứ Nghệ lại chơi rất hay ở V-League trước khi quay trở lại tuyển Việt Nam. Được kỳ vọng, đồng thời huấn luyện viên Park Seo đã sử dụng rất nhiều ở cả 3 trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, nhưng rốt cuộc thì Đức cọt lại khiến cho tất cả phải thất vọng với màn thể hiện không thể mờ nhạt hơn. Ngoài việc chờ đợi sự trở lại kể trên thì huấn luyện viên Park Seo cũng rất mong Hồng Dũng lành hẳn chấn thương hay Tuấn Anh chơi tốt hơn như hơn 30 phút ở UAE. Không chỉ chờ đợi những sự trở lại kể trên thì chiến lược gia người Hàn Quốc cũng hy vọng chặng đường kế tiếp của V-League 2021 tìm thêm được một số nhân tố cho tuyển Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.